Thưa quý vị, chưa đầy 2 tuần nữa là tròn 1 năm khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Hiện gần 98% mặt bằng đã được giải phóng để bàn giao cho chủ đầu tư tiến hành thi công. Dù con số còn lại còn rất nhỏ, chỉ khoảng 2%, nhưng không vì thế mà lơ là bởi liên quan đến quyền lợi của người dân. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo dự án khi đi kiểm tra tiến độ thi công của dự án. Tại công trường thi công dự án đường vành đai 4, vị trí cầu vượt đường sắt tại huyện Mê Linh, ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã tập trung máy móc, thiết bị, vật liệu, nhân công để thi công đồng loạt các mũi thi công. Hiện nhà thầu đã được bàn giao mặt bằng, không vướng công trình hạ tầng kỹ thuật và không phải xử lý đất nền yếu. Với tiến độ duy trì như hiện nay, nhà thầu cho biết sẽ hoàn thành đường song hành tại khu vực này về đích trước 18 tháng. Theo chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì chúng tôi sẽ cố gắng ngắn tiến độ là đến tháng 12 năm 2024 là cơ bản các nội dung chính là hoàn thành để thông tuyến. Đoạn của chúng tôi là từ địa bàn Sóc Sơn qua Mê Linh, từ km 0 đến km 13 của cái dự án đường vành đai 4 Hà Nội. Trong số hơn 2% còn lại về giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng theo tiến độ chỉ đạo, chủ yếu liên quan tới đất ở, tái định cư và di chuyển công trình ngầm nổi. Ví dụ tại quận Hà Đông, dù chỉ có hơn 80 hộ đủ điều kiện tái định cư, dù thành phố đã thực hiện cơ chế đặc thù là xây dựng tái định cư cho người dân tại Thanh Oai, nhưng hiện vẫn còn 40 hộ đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được xét duyệt do vướng mắc về cơ chế. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đang tập trung rà soát, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án. Một số các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đó, nhưng tuy nhiên các hộ cũng không ăn ở tại thửa đất trên. Nên do vậy thì cái việc mà xem xét bồi thường hỗ trợ tái định cư thì là vẫn chưa xem xét và giải quyết được. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cũng đã có báo cáo để thành phố xem xét đối với các nội dung nguyện vọng của người dân cũng như là xem xét các ý kiến kiến nghị của Hà Đông. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, trong số hơn 2% tỷ lệ mặt bằng chưa giải quyết có liên quan trực tiếp tới cuộc sống của người dân, như diện tích đất ở còn lại bị chéo méo, nhiều gia đình có số khẩu lớn nhưng không thể chia tách do vướng quy hoạch. Từ đó yêu cầu các địa phương phải giải quyết thấu tình đạt lý, áp dụng các cơ chế đặc thù và linh hoạt để người dân không bị thiệt thòi. Chúng ta có quy định là có cái hạn mức đất ở nhất định trên cái tổng số mà diện tích người ta đang ở, các gia đình chia đất cho con. Nhưng mà nằm trong cái khu vực đã được quy hoạch, chúng tôi vận dụng các chính sách tối đa có thể thêm suất cho người dân để đảm bảo làm sao cho người dân cũng cơ bản đảm bảo được cái đáp ứng được cái yêu cầu của người dân, đảm bảo cuộc sống lâu dài. Bí thư Hà Nội cũng đề nghị với các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh các phần việc, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các công trình ngầm nổi, nhất là đường dây 500 kV, và phấn đấu xong trong quý 3 năm 2024.